Vâng à, xin kính chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã trở lại trên kênh của em, kênh chuyên quay về đám tang và các mô phần. Ngay lúc này thì em đang có mặt tại Hoa Viên Bình Dương. Nghe hôm nay nói là có rất là nhiều đám tang qua đây ăn táng cả nhà, chôn và thiêu luôn. Và bây giờ thì trong khi em đang nói thì có một đám tang đang di chuyển lên nè cả nhà. Và phía sau lưng em thì có rất là nhiều anh em dân động đang chờ đám tang. Rồi, đám tang tới luôn. Cho quay cho mọi người xem ha. Đây cả nhà. Một đám mới vừa giới thiệu xong là đám tang di chuyển lên tới luôn. Và không biết là của cô ông cô bà chôn ở đâu thì chút xíu sau khi đám tang thắp hương đình đình xong em sẽ cập nhật cho mọi người xem. Và trước khi mà đi qua cây cầu, nếu như là đi chôn thì sẽ dừng xe lại để mà trình, giống như là người ta thường nói câu là nhập hộ khẩu ở cả nhà, để vào đây ăn nghỉ. Còn đi thiêu thì sẽ qua cầu quẹo phải về cái hướng mà đường nghệ sĩ cũng như là đường quả tán. Rồi xuống đó là không có làm lễ mà trình ha, mà cũng tùy theo đám tang nữa. Nếu như mà có người thân ăn nghỉ trong đây thì chắc có lẽ là ghé đình trình và ghé thăm mộ người thân rồi mới đi quả tán. Rồi bây giờ thì chút xíu nữa đây, sau khi mà thắp hương đình trình xong em sẽ cập nhật tiếp cho mọi người xem là đám tang này trong một khu vực nào trong Hoa Viên ha. Giờ mấy anh dân động chuẩn bị di chuyển đến chỗ ăn táng này cả nhà. Mấy anh này mà thấy mấy anh này cái rồi là lại hết cuộc đời rồi đó. Nghe nói buổi sáng nay cũng rất là nhiều đám tang Bình Dương và Sài Gòn nữa. Không biết bao nhiêu đám em chưa cập nhật được. Chút xíu nữa đây có duyên với đám nào thì em sẽ cập nhật đám đó để đến ông bà cô chú anh chị các bạn cũng như là các anh em chạy hòm xem. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lúc này thì sẽ ra ngoài kia cả nhà, sao lại thứ quá à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi rồi, thì chắc có lẽ em cũng xin kết thúc cái video tại đây. Thì cũng thành tâm chia buồn cùng với gia đình. Nam Mô A Di Đà Phật ạ.